Trận đấu trên sân Marlin Park, thành phố Napier, bắt đầu khá khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam. Trong 30 phút đầu tiên, họ gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội tấn công. Khác với trận đấu gặp Đức vào cuối tháng 6, khi đội tuyển chỉ thua sát nút với tỷ số 1-2, thủ môn Huỳnh Như cho rằng thời tiết là một nguyên nhân. Nhiệt độ ở New Zealand khác biệt nhiều so với Việt Nam, ảnh hưởng đến đội bóng. Trận đấu này cũng là cơ hội để chúng tôi thích nghi với thời tiết ở New Zealand. Kể từ khi đến đây vào ngày 5 tháng 7, đội tuyển đã phải đối mặt với mưa lạnh và nhiệt độ từ 7 đến 14 độ C. Buổi tập làm quen sân trước trận đấu cũng bị hủy bỏ do mưa lớn. Trận đấu diễn ra trong điều kiện không mưa nhưng mặt cỏ khá trơn. Nhiệt độ khoảng 8 độ C khiến nhiều cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn trong việc bứt tốc và tranh chấp với đội New Zealand. Trong suốt trận đấu, New Zealand kiểm soát bóng 60% và tung ra 27 cú dứt điểm. Ở phút 17, CJ Bot ghi bàn mở tỷ số sau một cú sút xa. Đến phút 34, Việt Nam có cơ hội ghi bàn khi Nguyễn Thị Thanh Nhã bứt tốc ở cánh trái và đi vào vòng cấm, nhưng cú sút bị hậu vệ Katie Bowen chặn lại. Phút 44, Jack Quy Hèn nhân đôi cách biệt với một pha đệm dễ dàng vào lưới trống. Thủ môn Kim Thanh đã có một màn trình diễn xuất sắc, ngăn chặn nhiều cơ hội ghi bàn của New Zealand. Cô cho biết đội tuyển chưa chơi hết sức vì thời tiết lạnh, mặt sân trơn và cũng để giữ sức cho World Cup 2023 sắp tới.